lắm, hoặc là Nike Schwein. Schwein. Ăn mà không biết. Đúng rồi. Du kannst weißt, ich habe ich Soße. Đẹp không con? À, người ta dùng tay lại ăn bà cô chú. Rồi rồi, ok, con dùng tay lại ăn. Ừ, rồi, đây là cho con là sườn non nè. Đây, con ta dùng tay lại ăn bà cô chú đi. Ừ, rồi, con dùng tay lại ăn đi, bà cô chú này xong ăn nè. Đây là dùng tay lại ăn đi. Giỏi. Cái gì đấy? À, rồi con đi gió đi, khoai tây mì gió thì sao? Rồi, giỏi, tay thì đá lông nhiêu. Ừ, rồi ăn đi, xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cơm với lại sườn nướng này ông bà cô chú ơi. Và rau xào ăn chung với cơm. Khoai Tây có miếng canh của Khoai Tây nè, cũng có một miếng sườn luôn. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Rồi ráp, má ráp cho con. Rồi. Khoai tây 1 2 3 4 phải ráp nè. Nè con bò của khoai tây nè, con bò. Ừ. Thì ráp vô ha, má ráp cho khoai tây chơi nha. Mèo. À, con bò. Cái đó là con gì? Con mèo. Mèo. Ừ, con mèo á. Ừ. Đấy, đây. Thấy ngón tay khoai tây bình thường lại rồi cho nên là chắc không vấn đề gì, bác sĩ nói là không sao. Khi nào mà khoai tây hả khóc đau khóc rồi hả ráp má xin lỗi khoai tây khóc mà hả tránh sử dụng cái ngón út đây má ráp vô rồi nè. Banh đâu, banh đúng rồi, banh nè. Ồ, khoai tây nhìn thấy trái banh nè, sử dụng tránh sử dụng ngón út thì lúc đó mới ngày banh đâu banh á trái banh má ráp vô cho khoai tây nha. Ráp á. Ráp banh farm rồi má ráp vô cho khoai tây nè, đó ráp vô ôi khoai tây làm sức ra rồi đó, để má ráp vô cho con. Ráp banh đúng rồi, trái banh đúng rồi. Ráp vàng. Này má ráp vô cho khoai tây nè. Vàng đâu má, khoai tây chỉ cho má màu vàng coi, màu vàng đâu. Vàng giỏi á, ráp ha. Rồi khoai tây đẩy xuống, nhấn xuống cho má nè, má để vô rồi nè, khoai tây nè, nhấn xuống đây nè, nhấn bên đây nè, nhấn không phải nhấn bên đó đâu, nhấn bên đây nè, nhấn vô đó rồi thêm miếng nữa nè. Rồi má để vô xong khoai tây nhấn vô cho má nha, chứ má không có nhấn nổi đâu. Đây nè, đó má để vô từ từ chờ má chút để đó. Rồi nhấn vô cho nó dính nè đó. Nhấn vô rồi, giỏi ghê luôn. Ôi chùa nhấn nè. Hai con bò khoai tây đâu, con bò nè, bò nè. Đây đây nè con, cái xúc sắc nè, mình thấy nè. Ráp xong rồi đó, giờ ráp nè. Má bay nè, màu đỏ. Nè nhìn vô đây nè, đỏ. Ớt. Xanh. Tím. Vàng. Chuông chuông. Ong. Bông. Bướm. Qua đây. Kiến. Nấm. Nấm. Kiến. Kiến. Chó. Chó. Hải ly. Bánh. Giỏi. Bánh á. Bánh. Này đây, con này. Khoai tây này nhìn nè. Ớt. Ớt đâu, chị ớt đi. Ớt. Bướm. Bướm. Tím. Xanh. Vàng. Đỏ. Chá. Vàng. Đây, khoai tây xúc sắc nè, đổ xúc sắc nè. Xúc
Chép. À, đây khoai tây đi con bò nè. Đó, ô màu tím gì, khoai tây đi ra màu tím nha. Ai trò chơi dành cho em bé 2 tuổi rưỡi trở lên mà. Mà khoai tây á, màu tím nữa hả? Màu tím nữa mình đi tới màu tím. Ô màu đỏ mình sẽ đi tới màu đỏ, khoai tây đỏ ấy. Bò. Bò. Ừ. Bò. 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 Phải bò không? Bò. Bò. Ốc bà. Ốc bà. Con ốc gì đó? Bà. Con đó là con mèo. Con chó đâu? Chó đâu? Cái đó con bò. Con tay lấy con chó ra coi. Con chó. Con tay cái gì đây? Cái. Nè, nhìn nè. Con tay. Cái. Nhìn kỹ lại nè, con tay nè. Con tay ơi, nhìn kỹ lại nè. Bánh. Ờ, đúng rồi, bánh. Mèo. Mèo. Đây con bò nè. Bò. Ừ, bò. Bò. Ừ. Biết dẫn con bò lại mà con chú này chứ không có để ngựa ra. Nè con mèo này bị ngã ra rồi nè. Cái đó là con chó. Chó. Ừ, gấu gấu. Gà bà bảy kêu mèo ca. Wow, đó được con vâu vâu cho bà bảy kìa. Khoai tây kêu sao? Mỡ. Ờ mỡ hả? Khoai tây ảo bà cô chú. Giỏi, khoai tây vòng tay lại. Vòng tay lại, vòng tay lại. Vòng tay lại chứ không phải mi gió. Giỏi, rồi mi ờ giỏi, mi gió ấy. Mi đã lâu nhiều. Ai, cái tảng sườn này là hôm bữa mua thịt ba chỉ, ở phía trên là tảng sườn, còn ở dưới là thịt ba chỉ. Sau khi mình lóc cái sườn ra là bây giờ hôm nay là mình sẽ làm sườn ram ha. Còn ở đây là sẽ nấu cơm cho khoai tây nè. Một miếng thịt với lại một ít rau củ nha. Ngồi ăn mà ông bà cô chú là đó. Rớt. Rớt làm sao? Đâu có rớt đâu, con đâu có làm rớt đâu. Rớt. Ừ, ăn đi con. Ngon không? Ngon không? Ngon không con? Ngon. Ừ. Sao vậy con? Sao vậy? Con không thích thôi má không quay con nữa hả? Ăn. Ăn cái gì? Ăn. Cái này chưa ăn được đâu. Bây giờ mình sẽ trộn gia vị nêm nếm nè, một ít mắm, một ít xì dầu, một ít bột cà ri nè. Ít bột, bột paprika, bột ớt chuông á, một ít bột tỏi. Giờ mình sẽ quậy lên làm hỗn hợp. Ây, sườn sẽ bỏ vô cái bịch này nè, bịch ni lông. Thì sau đó là khi bỏ gia vị vô, rồi xong cái mình nhào nó trong cái bịch ni lông luôn. Đấy, cho nó dễ chứ cái sườn nó hơi dài. Cái bịch này là bây giờ mình sẽ nhào trong cái bịch này cho nó đều. Giỏi. À giỏi. Vỗ tay, người ta vỗ tay, vỗ tay. Sao buồn vậy con? À xong sao buồn vậy? Nhìn cái mặt ha. Sau khi mà lắc 7749 lần thì mình sẽ để cho nó ngấm gia vị khoảng cỡ 30 phút rồi xong mình sẽ đem đi chiên ha. Nước sôi rồi. Bỏ thịt bằm vô này. Xỉ nêm cho khoai tây một ít nước mắm.
rồi rớt á, rồi tắt bếp. Cái này canh này là má khoai tây sẽ đem xay rồi xong sau đó là trộn với tôm cho khoai tây ăn. Mình sẽ chiên sườn. Đang làm má mà khoai tây yêu cầu mở baby shop. Ôi nó cong lên như vậy không biết nó chín hay không, chắc là phải đem đi nướng thôi à. Đây, để chiên cái củ hào với lại đây là canh của khoai tây sau khi mà xay ra, lát nữa sẽ trộn chung với lại cơm cho khoai tây ăn. Cánh lát nữa không ăn canh sâu nha, nghe từ canh cái là đòi liền. Đây rút cuộc cũng đem vô nướng mà cô chú ơi, tại vì nó cong lên á, không có có xét vô chảo sợ nó không chín, nên bây giờ mình đem đi nướng à. Ba về khoai tây, ba về, trời ơi, đồ dơ mà nó đồ dơ đó bà cô chú. Đây đây ba về, ra ra đón ba nào khoai tây ơi. Thôi mà đồ dơ mà khoai tây, đi ra đón ba đi, ba về, ba đi làm về, ba đi làm về, ba đi làm về, ba ai đi làm về, ba đâu, ba đâu, ba đâu, à, ba ai vậy, ok, mình đang hết sân. Mình đang hết sân. Ba ai vậy? Đen. Tu tu. Sắc á. Sao? Sắc tu tu thì sao con? Đen. Đen. Trắng. Ừ, rồi má chuẩn bị cơm, mình ăn cơm nha. Cơm. Ok, xong. Đây mình ăn cơm thôi. Mình thích bao nhiêu? Hôm nay gia đình khoai tây ăn sườn nướng nè, với lại rau xào. Khoai tây thì có canh riêng của khoai tây với cơm. Đây, xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời ăn canh. Ừ, canh, đây là cơm của khoai tây nè, đó. Ừ, canh. Canh, đây là canh nè, đó, canh. Canh. Chắc đẹp, ít đẹp ra, hả? Canh hả? Khoai tây không có thích ăn canh lỏng bỏng đâu, thích nước không á. Thôi, mình bỏ cái này qua bên đây này, đây, cơm của khoai tây nha. Má cắt sườn ra cho khoai tây nha. Đó. Dạ. Ăn không? Ăn. Ăn. Dạ, nóng hoặc là này Schwein. Ăn mà không biết. Đúng rồi. Tú khi bái xí xa bởi ít xí người số sơ xí cháu mòn, dì xí số sơ. Hả? Mr. Paprika ồn xí số gia số sơ. Số gia số sơ ý mừng trung khai. Ừ.
ăn mà không biết phân biệt là thịt heo, thịt cừu nữa. Thịt cừu là nó mắc hơn, nó bay mùi thôi nữa. Nó không có ngọt, tại vì mát mà tôi không có đường. Sợ chiên hay nướng nó cháy. Nhưng mà vị ngon, vừa phải. Con này bỏ xuống nữa hả? Tính ra một tảng thịt đó mua hình như là 12 ở rưỡi á. Ăn ngày hôm qua rồi, ngày hôm nay là còn vẫn còn một miếng nữa. Họ bán bự á, một miếng bự cho nó rẻ. Nothing to meet them fat flies have been busy so some get out of them. Ich glaube, wenn sie wissen, nur so sie kaufen, super teuer. 7 Euro pro Kilo, ich glaube. Oder? Keine Ahnung, vielleicht, ne? Aber zusammen sind nur 4 Euro pro Kilo. Không, rồi đó. Thích ăn cái miếng này, trong cái miếng này nó có cái miếng này nó đâu có xương đâu, con ăn lắm. Con cái thích cái gặm cái miếng xương chi cho nó cứng ngắc vậy. Nào con gặm ở đây nè. Không? Gặm miếng xương chi cho nó khó khăn. Ăn cái gì đâu? Ăn miếng này không? Tính ra là ba khoai tây dùng đũa là giỏi hơn má khoai tây dùng dao đĩa. Cầm hay lòng cầm. Cứ cho ba. Nó dạ. Cứ cho ba. Mà không biết sao thôi cho sẽ khó biết. Chịu biết sao thôi. Immer schön mit dem fettigen Haar.
Đó, đó là cái lý do mà không có muốn cột tóc cho khoai tây mà chứ cô chú em. Cái cột tóc lên là rất là đẹp rồi đó. Nhưng mà cứ như vậy không à. Rồi bôi lên trong cái tay dầu không à. Là nghiêng đầu toàn là hả? Quay trở. Have a ish cut of the finger again to our can show down show when it comes up. Sáng không giờ này ăn cơm đâu Danach sofort habe ich Kartoffeln nach Kinderarzt mitgegeben. Auch Termin bei Kinderarzt schon geschrieben. Kinderarzt hat gesagt, dass in Ordnung, kein Problem. Aber innen, er kann nicht sehen, so muss mehr sein, über schauen. Wenn sie sieben, tut werden, sie weiß oder sie will nicht diese Finger benutzen, so muss sie sofort nach Hospital, Krankenhaus. Oder. Welche Finger? Kleine Finger. Ja. Ich habe Angst, dass vielleicht Finger flanschen, sie hat Problem. Đưa tay cho ba, đưa tay cho ba coi nào. Áo ơi. Aber es man sie super so, super stiff. Und sie liebt sich so leise geweint. Aber ich will sie aus der Kinderarzt etwas gefragt, vor Vietnam zu reisen. Er hat mir den Namen vom Kabinett für Kartoffeln. Wenn Kartoffeln in Vietnam durchfahren hat, dann Kartoffeln diese benutzt. Und auch eine. Und eine. Überweisen. Impfungs Hepatitis A kaufen. Hast du so einen gekauft? Ich habe ja so ein grünes Rabichan auf das Rezept. Ah ja, er hat mir diese Dinge Rezepte, kannst du sie bei der Apotheke. Zappa? Ja. Dann. Hai gia đình khoai tây đã ăn xong rồi, hai bác ba bác khoai tây đã ăn xong rồi. Bây giờ tới phiên khoai tây nè. Bỏ cần vô canh cho khoai tây. In Ordnung, Miss Sophie. Bỏ canh vô đó. Bây giờ đi tới nè. Giờ ba sẽ đút cơm cho con nha. Ok, đây cơm của khoai tây bằng trên đúc rồi. Bây giờ chào tạm biệt bà cô chú nè. Canh. Ok, khoai tây vòng tay lại ạ bà cô chú.
Rồi, vòng tay lại đàng hoàng con. Nè con vòng tay lại, con tay vòng tay lại đi. À, rồi bây giờ mấy đứa ăn rồi hả? Rồi con ăn đi. À, bữa cơm của gia đình Khoai Tây đã kết thúc rồi đó bà cô chú ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Khoai Tây ảo bà cô chú ơi. Khoai Tây dòng tay lại ảo bà cô chú nè. Khoai Tây dòng tay lại ảo bà cô chú. Không hả? Vậy Khoai Tây bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Khoai Tây phải chuyện. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Khi lúc mà nấu cơm á, không có kêu biểu gì hết á, mà dòng tay lại ạ li. Mà bây giờ biểu thì không có làm. Bây giờ bướng lắm chứ, thích làm thì làm, không thích thì thôi, chứ không có phải hả là bắt buộc người ta được bà cô chú nè. Ok bye bye bà cô chú cho mình ha. Bye bye. Bye bye. Ok.